Vâng, Thành Trung xin chào cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Thành Trung nha. Thì hiện tại bây giờ đang tìm kiếm cô chú anh chị rất hồi hộp. Thợ lặn đang lặn ở nơi chỗ cái thuyền lớn này cô chú anh chị. Thì mong rằng là sẽ tìm kiếm thấy bé Ngọc. Mà trời ngoài trời là đang mưa rất lớn. Nói chung là cái công cuộc tìm kiếm rất khó khăn, mà phía bên trong thì lộc bình rất nhiều, rất dày, nói chung là dày đặc cô chú anh chị. Đó, thì không biết là có thể là tìm được bé Ngọc trong tối hôm nay hay không. Nhưng mà trời thì lại đang mưa rất lớn. Thì cô chú anh chị ráng theo dõi trong cái video clip của Thành Trung nha. Thành Trung sẽ cập nhật liên tục 24/24, coi như là trực tiếp cho tất cả cô chú anh chị được theo dõi nha. Cô chú anh chị đừng có rời màn hình, và cô chú anh chị nhấn vào nút like và nhấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn vào quả chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất về cuộc tìm kiếm bé Ngọc trong đêm nay nha cô chú anh chị. Để chút xíu mà dọ lại đây rồi em không dọ đâu, không đi được nữa. Nói chung là như theo Thành Trung tìm kiếm ở cái khu vực này thì đúng thực sự là cũng chỉ là một cơ hội mong manh thôi cô chú anh chị. Đó. Thì cũng thầy phán sao thì đi kiếm vậy. Thì nói chung là phước chủ may thầy mà cô chú anh chị, mong rằng là sẽ thấy được bé Ngọc. Chứ cũng đã 10 ngày rồi. Nói chung là 10 ngày để chuẩn bị bước qua ngày thứ 11 rồi đó cô chú anh chị. Lên cái bếp này nè, bỏ đồ lên.
Rồi, không có rồi. Sao đó không? Đâu? Lấy miếng mút về che nè, lấy miếng mút để che mưa nè. Đó lại rớt xuống phát nữa. Trong luôn chị, con nhỏ này là chị có biết không, chị có biết con nhỏ này nhà nó là có bốn anh chị em, mà mẹ thì cứ như bắt con này đi ăn chim, cũng 8 tuổi rồi bắt con này đi ăn chim thì là cứ ngồi cả 3 ngày 4 rồi ăn chim quanh đây này, mà chim không được là đánh. Cha thì coi như bỏ ở cái cha ghẻ rồi coi như cái đến bữa mà coi như ăn xin rồi ba chị em là ra nó chỗ cái bến bên trên mình bên đó đối diện bên đó là coi như chơi nghịch kiểu là thấy cái miếng xốp tức là hai đứa là nhảy lên nó thì con bé 8 tuổi này là coi như thấy em là nó nhảy nó là bị trôi. Bắt đầu nó nhảy ra thì cái như trôi theo, người ta thấy người ta vớt được hai đứa sống, còn con bé này là coi như trôi mất luôn. Mấy ngày hôm nay là coi như mầm mà chị không biết à, mà giờ là người nhà là bỏ rồi. Người nhà là coi như đâu có tìm kiếm được đâu. Gần thì coi như giờ là những mẹ nó đang nuôi một cái đứa 5 tháng. Mới đẻ cái đứa 5 tháng rồi. Con đứa là 8 tuổi, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Với một cái đứa mới 5 tháng thôi. Mà đang ở phòng trọ. Mà gia đình này kiểu hắn rối ren tùm lum à. Cái lúc mà bé Ngọc này mới mất á, thì cái người cha á, là kiểu là khi mà người ta tới người ta chia sẻ là bắt đầu về để cái như kiểu là đứng ra kiểu là tìm kiếm để lấy tiền của mạnh thường quân đó. Rồi bắt đầu cái khi mà tìm kiếm mấy ngày thông á, là khi mà tiền mạnh thường quân họ đưa cho là cái như lấy đi nhậu. Thế vậy? Đó là làm vậy.
sáng bên phía công an phường này cũng có kêu lên nói là gia đình này phức tạp lắm, nhưng mà giờ kiểu là cộng đồng họ cũng xót xa cho bé, kiểu là giờ kiểu là sống thì coi như khổ cực như vậy, bị mẹ thì đánh đập bắt đi ăn xin như vậy, thì như giờ bé mất mà không thấy xác là họ cũng xót, là họ cũng mong muốn là sẽ tìm thấy. Em đang like đó Khánh Hoàng ơi, đang like đó. Mấy ngàn rồi? 4 rồi. Fanpage 4 5. Nói chung là giờ anh em túc trực ở đây của chú chị thì cũng chia sẻ cái thông tin cho tất cả quý vị khán giả thôi. Nói chung là phước chủ may thay, thì nếu như mà có phước thì sẽ tìm thấy bé Ngọc trong đêm nay, còn nếu như mà không thấy bé thì mình cũng phải chấp nhận thôi cô chú anh chị, vì cũng đã 10 ngày trời rồi mà. Đó. Thì giờ thì thầy thì phán ở chỗ nào thì cũng tìm kiếm ở chỗ đó. Còn như anh em của thầy Trung thì cũng chia sẻ cái thông tin đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi cái sự việc của bé Ngọc, cái sự việc mà đau lòng khiến rất nhiều những bậc làm cha làm mẹ phải đổ những cái giọt nước mắt. Vì cái lúc sống của chú anh chị, bé cũng quá gì là cực khổ, đi xin từng miếng ăn để mà đưa về cho mẹ nuôi em. Mà cái khi mà bé bị nạn mất đi thì 10 ngày trời rồi mà cũng chưa thấy cái thi thể của bé, thì ai cũng coi như phải đổ những cái giọt nước mắt xót xa cho một cái đứa trẻ. Thì cũng có rất nhiều quý cô chú anh chị bảo là coi như bé qua đời là cũng đã được giải thoát, nhưng mà nói đúng thật sự cái khi mà bé qua đời cô chú anh chị mà tìm thấy được thi thể đưa về mà mai táng thì đó là cái mà ai cũng mong muốn. Tuy rằng là cái lúc bé còn sống thì bé cực khổ, nhưng mà khi mà bé mất thì cũng phải thấy cái thi thể, đúng không cô chú anh chị? Đó là cái mà niềm mong muốn của tất cả mọi người. Thì giờ thì thằng Trung cũng không nói đến cái chuyện mà của gia đình nữa. Tắt hơi rồi, tắt hơi rồi. Có chuối lên không, có là coi như ngụp. Thank you.
Trung ngồi ở trên bờ này mà coi như ruột gan nóng như lửa đốt của chú anh chị. Họ của chú anh chị thấy không? Nhìn thấy cái dòng nước xoáy mà từ bên phía bên kia đổ vào phía bên đây không? Đó. Thì cũng mong rằng là coi như trong cái cuộc tìm kiếm đêm nay sẽ có một cái kỳ tích sẽ diễn ra. Cô chú anh chị ơi, mọi người để lại một lời Nam Mô A Di Đà Phật cho cô chú anh chị ơi, để cho bé Ngọc lên với cô chú anh chị ơi. Giờ tìm như thế này thì biết hồi nào mà coi như thấy à cô chú anh chị ơi. Thì đến bây giờ là cũng chưa thấy cô chú anh chị ạ. Chưa thấy. Nhưng mà ai cũng nóng ruột chờ đợi. Thì thành Trung cũng biết chắc rằng là cô chú anh chị đang theo dõi trong cái đường live của thành Trung đây. Cũng đang rất nóng ruột chờ đợi cái thông tin mà sẽ tìm thấy bé Ngọc. Thì thành Trung cũng mong rằng là trong đêm nay sẽ có một cái kỳ tích mà nó sẽ xảy ra. Nếu đúng thực sự mà đêm nay mà tìm thấy được bé là thành Trung nghĩ là quá gì là coi như may mắn. Và nếu như mà tìm thấy thì đúng thực sự là người thầy này là phải nói là coi như đại tài. Cô chú anh chị.
Lộc Bình nặng quá. Rồi, không thấy rồi cô chú anh chị à. Giờ chuẩn bị làm lễ cúng cô chú anh chị. Giờ chuẩn bị làm lễ để cúng. À, cô chú anh chị theo dõi nhé. Không biết là làm lễ gì ở trong đó đây cô chú anh chị. Phát hiện là cái gì mà đưa vô để làm lễ phía trong đó. Vướng Lộc Bình. Vâng, Thành Trung xin tạm ngừng cái video ở đây nha cô chú chị. Thì mong rằng cô chú chị sẽ đón xem những cái video tiếp theo nha. Không biết là giờ làm cái lễ gì rồi đây. Đấy, phát hiện cái gì ở trong đó mà vào bên phía trong làm lễ rồi cô chú chị.